10 cái món vật trừ tà ma trong nhà và bạn có thể mang theo bên mình. Thứ nhất là gương bát quái. Đây là một trong những cái vật phong thủy trừ tà mà thường xuyên gặp nhất luôn. Mọi người có thể treo ở trước cửa nè, hoặc là treo ở cửa sổ của mình nè, để xua đuổi tà ma. Thứ hai là những đồ vật mà màu đỏ trang trí trong nhà. Nó có tác dụng trừ tà nè, bởi vì ma quỷ nó sợ màu đỏ. Trời, đang nói mà ở luôn. Cái phòng làm việc của mình á, mà mọi người trang trí những cái đồ màu đỏ sẽ giúp cho mình tăng vận khí nè, tránh đi những cái thị phi này ha, và xua đuổi đi những cái mà tiểu nhân nó hãm hại mình. Thứ ba là những cái vật dụng trong gia đình của mình, ví dụ là tỏi, hành, tiêu này ha, nó có tác dụng trừ tà nè, hoặc là những cái cẩm thạch nè, những cái đá quý nè ha, mà mình đeo nó có tác dụng xua đuổi tà ma. Còn nếu như mà hay đi đêm và đi đám ma về á, nên đem theo đậu xanh, thì người ta nói đậu xanh là của thần tiên ăn, cho nên nó còn quỷ nó tưởng Phật quỷ tiên, nó không có dám lại gần mình. Thứ tư là chuông la bàn bát quái. Nói nôm na nó là cái chuông gió mà nó có hình cái bát quái trên đó, giúp cho mình xua đuổi những cái tà ma xung quanh nhà mình. Thứ năm là thái cực trấn sát đồ. Đó, muốn biết cái đó rõ hơn thì lên Google tìm nha mấy má. Thứ sáu là hồ lô nha. Hồ lô tự nhiên á, thì nó sẽ tốt hơn là những cái hồ lô mà bằng đồng hoặc là bằng những cái phong thủy khác nha. Nếu như mà nó héo á, thì mình thay cái khác để ngay trên cái chỗ đầu nằm hoặc giường phòng ngủ của mình. Thứ bảy là tượng hổ. Tượng hổ là một trong những cái linh vật mà có thể khắc trừ tà ma nha. Mọi người có thể dùng bằng tượng đá nè, hoặc bằng tượng đồng nha mấy má, đừng có lo con hổ thiệt nha, nó cắn mấy bạn mụ nội luôn à. Thứ tám là tượng chó, thì nó cũng giống như tượng hổ đó, nó có khả năng là tiêu trừ tà ma. Chính là những bạn nào mà yêu cây cỏ đó thì có thể trồng những cái cây mà trừ tà ma xung quanh cái nhà của mình ha, cho cái không khí mình nó thanh mát hơn đó. Muốn biết cây đó cây gì đi tìm, không nói đâu. Thứ 10 là xua đuổi tà ma bằng ngọc trừ ma quỷ. Cái này là dành cho những bạn mà có điều kiện đó mà cũng thích chơi đá quý nha. Đó, thì mình sẽ tìm những cái đá nó phù hợp với bát tự của mình để mình cầu may mắn và xua đuổi đi tà ma.